trụ trên TikTok, các cô gái thực hiện thử thách tương cà để kiểm tra bạn trai, nhiều cặp chia tay sau nốt nhạc. Mới đây trên TikTok có một xu hướng mới gây tranh cãi với tên gọi thử thách tương cà. Sau khi thực hiện, các TikToker có thể kiểm tra mối quan hệ của mình với bạn trai hoặc bạn gái. Cách thực hiện thử thách tương cà vô cùng đơn giản, thường là các cô gái sẽ cố tình đổ sốt cà chua lên quầy bếp của họ và yêu cầu bạn trai của họ dọn dẹp. Thử thách dường như đơn giản đến mức một số người hoài nghi liệu nó có thể được coi là một thử thách hay không. Nhưng một số video đã chứng minh cho người xem thấy rằng đó thực sự là một thử thách đối với một số người. Khi đối mặt với nhiệm vụ, các chàng trai đã có những phản ứng theo các cách khác nhau và có những kỹ thuật dọn dẹp khác nhau. Được biết, thử thách nhỏ này có thể giúp cho các cô gái kiểm tra xem người đàn ông của mình có đủ tinh tế để giúp đỡ bạn gái hay không. Nếu bạn trai sẵn sàng giúp dọn dẹp và làm sạch thì sẽ có nghĩa rằng đó là một cờ xanh rất lớn trong mối quan hệ và ngược lại. Nếu một tình huống nhỏ như vậy mà người đàn ông cũng từ chối giúp đỡ hay làm trong sự khó chịu thì phụ nữ nên chia tay càng sớm càng tốt. Tất nhiên, thử thách tương cà cũng vấp phải những lời chỉ trích như nhiều trend TikTok lạ lùng lâu nay. Có những người cho rằng đây là cách kiểm tra ngớ ngẩn và không đúng với mọi tình huống. Thêm vào đó, không ít video thực hiện thử thách ngập tràn các bình luận khen người đàn ông sạch sẽ và khéo léo khi lau dọn bàn bếp hộ vợ hoặc bạn gái, và điều này khiến nhiều người hoài nghi. Bạn đang đề cao những người đàn ông trưởng thành dọn dẹp một ít nước cà chua sao? Tại sao chúng ta không khen ngợi những người phụ nữ hàng ngày làm đủ các việc nội trợ? Vì đó không phải là thử thách đối với chúng tôi, mà chỉ là điều được mong đợi mà thôi. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về trend này? Hãy để lại comment bên dưới cho chúng mình cùng biết nhé!